Vâng, xin chào các anh chị, xin chào. Video số 2 này thì tôi sẽ đặt ra một câu hỏi là những ai thì nên học cái khóa học này của thầy Phan Anh, được chưa ạ? Thì những người mà bán hàng online nói chung, những người chủ doanh nghiệp, những người mà muốn xây dựng thương hiệu trên Facebook, muốn sử dụng nền tảng Facebook để bán hàng một cách chuyên nghiệp, những người mà muốn học về livestream trên Facebook, bán hàng bằng livestream, những người mà muốn chạy quảng cáo, những người mà muốn chăm fanpage thuê, những bạn sinh viên muốn có một công ăn việc làm tốt, thì hiện nay trên thị trường có những cái nghề như là nghề chăm fanpage, nghề chạy quảng cáo thuê, rồi thì cung cấp rất nhiều các dịch vụ cho Facebook khác như là hack nick, mở nick, rồi mở nick bị khóa, rồi mở nick bị mất, vân vân, rồi thì cung cấp các phần mềm ứng dụng cho Facebook, vân vân. Tất cả những người mà chúng ta muốn bán hàng, muốn khởi nghiệp, muốn kiếm tiền ở trên Facebook, có thể là chủ doanh nghiệp, có thể là nhân viên, có thể là người bán hàng online, có thể là chủ shop, có thể là những cái sinh viên, hoặc là có thể các mẹ bỉm sữa, có thể là nhà nông, có thể là bất kỳ ai mà các bạn muốn khai thác cái nền tảng Facebook này để mà mình bán hàng, để mình kiếm tiền thì rất là tốt. Đấy, đấy là những người mà các bạn nên học cái khóa học này của tôi. Về cơ bản là những ai muốn kiếm tiền, muốn bán hàng online nói chung và bán hàng online trên Facebook, muốn chạy quảng cáo chuyên nghiệp, muốn tiết kiệm chi phí, muốn tăng được cái hiệu suất quảng cáo lên thì có thể xem cái bộ video này của tôi. Đấy là cái phần thứ nhất tôi muốn trình bày trong cái bài học này. Cái phần thứ hai thì cái khóa học này sẽ giúp gì được cho các bạn? Thì đây là một cái khóa học có tư duy tổng thể, logic và hoàn toàn hợp lý, hoàn toàn là cập nhật những cái kinh nghiệm của giảng viên. Từ kinh nghiệm học vấn, kinh nghiệm giảng dạy, kinh nghiệm chi tiền quảng cáo, kinh nghiệm chạy quảng cáo, kinh nghiệm tư vấn cho khách hàng. Thế thì các bạn thấy là nó phải trả lời cho câu hỏi là bạn bán cái gì, bạn định giá như thế nào, bạn làm chương trình khuyến mại như thế nào, bạn chạy quảng cáo như thế nào, chạy mục tiêu gì, bạn làm content như thế nào, bạn làm media như thế nào, bạn viết gì, bạn xây dựng thương hiệu cá nhân như nào, đúng không ạ? Rồi bạn chốt sale, bạn tư vấn khách hàng như thế nào. Rồi thì bạn chăm sóc khách hàng sau bán như thế nào, bạn dùng cái phần mềm gì để chăm sóc khách hàng, bạn duy trì mối quan hệ với khách hàng như thế nào, bạn xây dựng thương hiệu cũng như là bạn phát triển cái hệ thống cộng tác viên bán hàng trên Facebook, tất cả những cái bí quyết đó, các cái nền tảng bán hàng của Facebook như là Facebook cá nhân, fanpage, group, quảng cáo, livestream, marketplace, app, vân vân, thì tôi đều hướng dẫn cho các bạn. Và các bạn sẽ đạt được những cái kỹ năng rất quan trọng trong cái lĩnh vực này. Đó là các bạn thấu hiểu về quảng cáo, tiết kiệm được chi phí. Các bạn học được rất nhiều các cái phương pháp bán hàng trên Facebook, bao gồm các phương pháp trả phí, các phương pháp không trả phí, các phương pháp tiếp cận tự nhiên hay còn các cái phương pháp trả phí. Các bạn cũng có thể là tiết kiệm được chi phí quảng cáo, giảm được cái rủi ro cho mình. Rồi thì các bạn có thể tăng được hiệu suất, tăng được số đơn hàng. Các bạn có thể kiểm soát được nhân viên của mình, đọc hiểu các chỉ số, đọc hiểu được các cái vấn đề của Facebook. Các bạn có thể mua cái khóa học này cho nhân viên của mình học, vân vân. Thì cái lợi ích nó đem lại được là rất lớn so với cái số tiền bạn bỏ ra. Bởi vì bây giờ bạn bỏ ra khoảng 5 triệu, 7 triệu, thậm chí 10 triệu đi học một cái khóa học offline thì nội dung cũng không bằng được cái nội dung ở đây. Bởi vì cái số lượng, thời lượng mà tôi viết ra, tôi nói ra như thế này nó rất là nhiều. Các bạn thấy đấy, đi giảng trên lớp thì người ta còn ví dụ, còn lan man, còn câu giờ. Còn đây offline như thế này, tôi làm video nó gần như là tôi chỉ nói chuyện với cái máy quay và tôi đang nói chuyện với các bạn thôi. Thế sau đó thì tất cả những cái câu chuyện, những cái gì đấy là đều là rất là nhanh, rất là trực tiếp và các bạn nhận được rất nhiều các cái giá trị. Cái giá trị mà các bạn nhận được nó có thể gấp đến 100 lần, thậm chí 1.000 lần so với cái số tiền bạn bỏ ra. Bạn có thể xây dựng được một cái đế chế kinh doanh online, bạn có thể từ tay trắng khởi nghiệp thành công. Bạn có thể từ đang quảng cáo đang lỗ, bạn chuyển thành lãi. Bạn có thể đang rất ít khách hàng, bạn có thể chuyển thành rất nhiều khách hàng. Bạn có thể đang không biết phải làm gì để kiếm tiền thì bạn sẽ nhìn thấy rất nhiều cách kiếm tiền khác nhau. Bởi vì tôi sẽ chia sẻ điều đó với các bạn. Tôi dám cam kết với các bạn điều đó, các bạn hoàn toàn có thể yên tâm. Tôi có thể tư vấn được cho các bạn toàn bộ những cái vấn đề về bán hàng online nói chung, marketing online nói chung và bán hàng, quảng cáo và kiếm tiền trên Facebook nói riêng. Tôi rất tự tin về điều đó. Các bạn cũng phải tự tin khi liên hệ với tôi, đúng không ạ? Chúng ta sẽ học hỏi, trao đổi và chia sẻ với nhau. Thì đây là cái nội dung số 2 mà tôi muốn nói với các bạn là những ai nên học khóa học này. Và khóa học này thì giúp gì được cho các bạn?
các bạn muốn viết content, các bạn muốn giảm giá thầu, các bạn muốn tăng hiệu suất quảng cáo, các bạn muốn live stream bán hàng, các bạn muốn kiểm soát nhân viên, các bạn muốn phát triển hệ thống đội ngũ bán hàng cộng tác viên online, các bạn muốn sử dụng các thủ thuật thế này thế khác, các bạn muốn bảo mật thông tin, tất cả đều có trong khóa học này, không thiếu một cái gì luôn, cực kỳ chi tiết. Bởi vì sao? Riêng một cuốn sách tôi đã viết đến 500 trang khổ lớn như này. Các bạn có hiểu khái niệm khổ lớn và khổ nhỏ không ạ? Đấy, thì những cuốn sách khổ nhỏ nó đã ngắn hơn rất nhiều rồi, cái lượng kiến thức nó rất là nhiều. Mà cái cuốn 2020 mà tôi sắp xuất bản đây, nó dày lên tới 500 trang cơ, rất kinh khủng, lượng kiến thức rất nhiều. Và cái bộ video này của tôi cũng dài đến tới hàng chục tiếng đồng hồ. Và một cái buổi các bạn đi học mà offline nó khoảng 2 tiếng, 2 tiếng rưỡi, đúng không? Nhân với 5 buổi, 7 buổi thì tính ra nó cũng chỉ khoảng mười mấy giờ. Và trong khi đó một bộ khóa học này của tôi cũng có thể đạt được như vậy. Cái lượng kiến thức rất là nhiều. Và các bạn có thể đọc sách, xem tài liệu và update liên tục, cũng như là tương tác trực tiếp với giảng viên. Điều đấy là quá tốt. Đó. Được chưa? Vâng. Thì tôi sẽ giúp cho các bạn được cái điều đó. Nếu như các bạn đang cần các cái vấn đề liên quan đến Facebook, các thủ thuật liên quan đến Facebook, các cái cách để mà tăng hiệu quả quảng cáo lên. Tất nhiên không phải là ai, không phải là sản phẩm gì, không phải là dịch vụ nào mà cũng có thể bán được ở trên Facebook hay là hiệu quả. Ví dụ như là nếu mà các bạn chạy quảng cáo các cái sản phẩm B2B, tức là doanh nghiệp bán hàng cho doanh nghiệp, thì trên Facebook không phải là một cái giải pháp chạy quảng cáo quá tốt. Nhưng mà các bạn có thể bán theo mô hình trên các hội nhóm, hội những người làm nghề này, hội những người làm nghề kia, nó có rất là nhiều. Thì mình vào đấy mình có thể bán trên hội nhóm được, đúng không? Thì toàn bộ cái chương trình này sẽ cố gắng là cung cấp cho các bạn nhiều nhất tri thức và mới nhất về tri thức và trải nghiệm nhất về giá trị, và đem lại cho các bạn được nhiều cơ hội kinh doanh, nhiều hàng hóa và nhiều khách hàng. Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn các bạn và các anh chị đã theo dõi video bài học này. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong bài học tiếp theo. Xin cảm ơn.